Sáng ngày 22 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 9 và 9 tháng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Cờ Ba Thuyên, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Hồ Phước Thành, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự phấn khởi khi trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, áp lực làm phát tăng cao cũng như thiên tai biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan hơn. Song với sự chỉ đạo điều hành hiệu quả của ủy ban nhân dân tỉnh, gia lai cơ bản thực hiện tốt việc phòng chống dịch và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, Hầu hết chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng 9 tháng ước đạt 556.404 ha, tăng 1,76%, tổng sản lượng lương thực ước đạt 587.867 tấn, tăng 2,93%. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18,04%, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,14%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 63.327 tỷ đồng, tăng 15,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 545 triệu USD, tăng 21,11%. Toàn tỉnh có 740 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16,8%, tổng số vốn đăng ký là 7.500 tỷ đồng, tăng 13,2%. Du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 670.000 lượt khách đến tỉnh trong 9 tháng, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu du lịch ước đạt 440 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác đối ngoại được thực hiện tốt. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 9 và 9 tháng vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sớm tháo gỡ và khắc phục. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, từ đó đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022. Theo đó, một số nội dung được quan tâm như đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản trong rừng các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tình hình thu chi ngân sách nhà nước trong 9 tháng và các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách 3 tháng cuối năm. Tiến độ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, quản lý giống cây trồng vật nuôi, vật tư nông nghiệp, tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và việc sắp xếp trường lớp biên chế giáo viên. Kết luận buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Hải Long cho rằng trong 3 tháng cuối năm còn khá nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo những nội dung còn chậm so với kế hoạch và đề ra những giải pháp thiết thực sớm tháo gỡ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đơn vị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp nêu trong báo cáo cũng như những nhiệm vụ mà các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến tại hội nghị. Đối với một số nhiệm vụ cụ thể khác, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông báo ngay sau hội nghị này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thể hiện quyết tâm cùng với các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo và đề nghị các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành đơn vị địa phương đoàn kết phối hợp hỗ trợ nhau trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2022.